Xin chào các bạn đã đến với kênh Điện tử Nhạc Tùng. Hôm nay mình sẽ giúp cho các bạn giải câu thứ nhất trong cái bộ đề thi học kỳ 2 2020-2021 của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật. Và bộ đề thi này được thi ngày 24 tháng 6, tức là mới chiều hôm nay được thi. Thì bây giờ mình sẽ giúp cho các bạn giải cái đề này. Và sau khi xem qua cái đề này thì mình nghĩ khả năng số lượng sinh viên rớt cái môn này trong kỳ này sẽ cao á. Tại vì cái đề của ngày 22 và ngày 23 á, là mình cảm giác nó đã nặng rồi. Tới ngày 24 nó còn thêm cái thuần si vào nữa thì nó lại nặng thêm nữa. Rồi nó nặng như thế nào thì mình sẽ nói sau á. Bây giờ bắt đầu chúng ta sẽ đi vào chương trình. Thì trước khi đi vào bài á, thì mình sẽ giới thiệu sơ một vài thông tin. Nếu như bạn nào muốn học những cái nội dung giải đề như thế này. Tại vì khi các bạn học giải đề á, nó là một cái ứng dụng của một bộ project. Những cái đề mà ở ngoài thị trường á, tức là khi mà các bạn làm những cái dự án bên ngoài á, thì các cái đề của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật cho ra hầu như na ná như vậy. Thậm chí có nhiều đề nó còn khó hơn nữa à. Nên là khi các bạn giải những cái đề này, các bạn sẽ học được rất là nhiều trong cái đề này luôn. Nên nếu như bạn nào muốn tham gia thì các bạn cứ làm gì? Các bạn đăng ký cái kênh này. Bạn nào muốn tham gia thì cứ đăng ký cái kênh này. Mỗi khi mình up video lên thì các bạn sẽ nhận được ngay. Nếu bạn nào ngại đăng ký quá thì các bạn cũng nên lưu cái trang này lại. Bạn nên lưu cái này lại là được. Nhớ nha, nếu ngại quá thì mình sẽ lưu nó lại. Ngoài ra thì các bạn nên tham gia vào cái trang group này nè. Thì cái trang group này mọi bài đăng của mình đều lên trên này hết. Nếu các bạn nào không hiểu cái gì đó thì các bạn có thể đăng hỏi bài trên này à. Các bạn không hiểu gì các bạn có thể đăng hỏi bài lên trên này cũng được à. Rồi, ngoài ra nếu như bạn nào muốn làm đồ án điện tử hoặc là các bạn nào muốn mua linh kiện thì các bạn truy cập vào trang web Điện tử Nhạc Tùng này. Ở trên này thì mình update linh kiện chưa có kịp. Nếu như mà có một vài linh kiện không có thì các bạn cứ nhắn tin riêng cho mình. Mình sẽ báo giá cho các bạn. Rồi, đó là một vài cái giới thiệu nhỏ nhỏ ha. Bây giờ bắt đầu chúng ta sẽ đi giải cái chương trình này. Trước khi đi vào giải thì mình phân tích cái đề này trước. Cái đề này nó, các bạn nhớ là khi các bạn phân tích, các bạn phải phân tích cho kỹ nha. Các bạn phân tích không kỹ là nó sẽ có rất là nhiều rắc rối ở phía sau nữa. Rồi mình xét một cái ứng dụng giao tiếp hai vi điều khiển. Nghe cái đề mà có hai vi điều khiển là đã thấy mệt rồi, đúng không? Mình nghe tới hai con vi điều khiển là thấy mệt rồi. Thật anh cho là 8 mê tùy chọn dao động trong hay ngoài. Thì thường thường là sư phạm kỹ thuật thì ta cho cái câu này à, qua URT và đường truyền RS232. Giao thức tốc độ bơ là 4800, 8 bit dữ liệu và 1 bit stop. Các bạn nhớ nha, 8 bit dữ liệu thì trong đó sẽ có nó sẽ truyền là truyền 7 bit và 1 bit stop. Nhớ nha, truyền 7 bit và 1 bit stop. Và không kiểm tra tính chẵn lẻ à, không kiểm tra tính chẵn lẻ. Rồi, không kiểm tra tính chẵn lẻ có nghĩa là parity các bạn để là chữ N là được. Tí bằng đó mình sẽ nói sau. Bên vi điều khiển thứ nhất thì nó sẽ có cái gì? Nó có hai cái nút, nó có một cái nút random gắn vào B0 và một nút stop gắn vào dùng để điều khiển vi điều khiển thứ hai. Tức là cái nút B0 và B1 á, nó sẽ khi mình nhắn mọi thứ nó sẽ gửi qua cho vi điều khiển thứ hai để nó điều khiển một cái hệ thống nào đó. Có một con led 7 đoạn nối với bọt D0. Bọt D chứ tầm 7 không? Mình đọc tầm 7 ha. Led 7 đoạn mà. Khi random được nhắn nè, sẽ phát sinh ra một giá trị ngẫu nhiên và hiển thị trên led 7 đoạn. Nhớ nha. Khi nó được nhắn thì nó sẽ phát sinh ra một led ngẫu nhiên và hiển thị lên trên led 7 đoạn. Thì cái này dễ rồi đúng không? Nhưng mà lưu ý, giá trị ngẫu nhiên không trùng lặp lại giá trị ngẫu nhiên của lần trước đó. Tức là ví dụ như lần đầu tiên các bạn nhắn là 1 thì cái lần thứ hai các bạn nhắn không được là con số 1 nữa. Nếu mà nó là con số 1 thì làm nhiệm vụ gì? Tiếp tục random một lần nữa đến khi nào mà nó khác cái con số đó thì thôi. Còn nếu mà nó vẫn còn bằng thì cứ random hoài. Cái này nó rất là giống với cái trường hợp là chờ nhả phím vậy đó. Rồi, phạm vi thì từ 0 đến 9 tại vì nó chỉ có một con led 7 đoạn thôi. Nếu như mà cái câu này nè, câu này người ta cho thì nó hơi mở rồi. Nếu như cái câu phạm vi từ 0 đến 9 này không cho thì mình cũng sẽ ngầm hiểu là nó sẽ chạy từ 0 đến 9. Tại vì sao? Tại vì mình chỉ có một con led 7 đoạn. Mà một con led 7 đoạn á thì chỉ có chạy từ 0 đến 9 thôi. À. Rồi, các bạn chờ mình tí ha. Rồi. Tiếp tục nha. Giá trị ngẫu nhiên này sẽ được truyền sang vi điều khiển thứ hai, điều khiển cái chu kỳ công tác của chu kỳ công tác duty của sum BVKM. Thì cái này thật ra là gì? Cái giá trị 0 đến 9 này các bạn sẽ chuyển qua cho con vi điều khiển thứ hai. Rồi cái việc con vi điều khiển thứ hai nó xử lý như thế nào đó, đó là chuyện tiếp theo. Mình từ từ với bạn ở đây. Tiếp tục.
Phía về điều khiển thứ hai á thì mình sẽ gắn một cái động cơ DC 12V 1A, cái này thực ra chỉ là cho dữ kiện thôi. Và nó qua cái mạch lái L298, cái từ là từ mạch lái á. Từ này chỉ khi đi làm project bên ngoài mới có thôi. À, nhớ nha, từ này chỉ khi đi làm project bên ngoài mới có thôi. Chứ còn hầu như trong học đó là các thầy sẽ không có nói từ này. Mà trong cái đề này nó nói cái từ này, có nghĩa là cái đề này khá là hay. Động cơ chỉ quay một hướng với tốc độ, tức là động cơ nó không có quay thuận quay nghịch gì hết, nó chỉ quay có một hướng thôi, với tốc độ điều khiển bằng xung BPKM từ CCB1. Nhớ cái câu dữ kiện là từ CCB1 nha. Có 10 cấp độ tương ứng với giá trị random từ vi điều khiển 1, tức là vi điều khiển gửi qua con số 0 á thì nó tương ứng với 100%, vi điều khiển gửi qua con số 1 á thì nó là 10%, số 2 là 20%, tức là nó không có 0%. Nhớ trong đầu là trong cái này nó không có 0%, nó chỉ có là gì, từ 1 đến từ 10 đến 100% thôi. Khi nhấn stop thì vi điều khiển 1 sẽ gửi giá trị S. Nhớ là cái giá trị S nó có dấu nháy, có nghĩa là gì? Nó sẽ gửi đi một cái chuỗi. Thì động cơ vi điều khiển 2 sẽ dừng. Mặc định thì này, trong cái đề này nó bị thiếu một cái dữ kiện rất là quan trọng, có nghĩa là gì? Chu kỳ của B với các em. Thì trong cái đề này người ta không có cho chu kỳ của B với các em thì sao? Thì mình có thể chọn một cái giá trị ngẫu nhiên. Nhưng mà giá trị đó phải hợp với lại cái công thức mà nhà cuộc cái công thức để tính B với các em nha, chứ không phải là muốn chọn giá trị nào chọn. Rồi, ok, bắt đầu chúng ta sẽ đi tính cái chương trình này, đi viết cái chương trình này nha. Thì trước khi đi vào viết thì mình vẽ một cái lưu đồ. Đây là một cái mình nói nhầm á, mình vẽ cái sơ đồ nguyên lý. Các cái phần lưu đồ thì mình không có giải nha, tại vì ngồi máy tính mà vẽ lưu đồ rất là lâu, nên là mình chỉ giải chương trình thôi, mình không có giải lưu đồ. Đây. Mình có một con vi điều khiển thứ nhất á thì nó gắn cái này. Nó có một nút random, một nút stop, một con led bảy đoạn. Còn bên này á thì nó gắn vào CCB1 và CCB2, nó dùng CCB1. CCB1 này nó gắn vào in 1, nhớ nha. CCB1 này gắn in 1, tức là nó quay chỉ có một chiều thôi. Cái này 12V, mình chỉnh nó là 12V đi. 12. 12, ok. Ở đây nếu mà các bạn vẽ cho đủ đi nha, mình vẽ nhớ tại vì nó có điểm. Đó, các bạn nhớ là thiếu cái chân này cũng bị mất điểm đó nha. Nếu như bạn nào dùng thẻ anh bên ngoài á thì các bạn gắn thêm hai con thẻ anh nữa. Còn nếu sử dụng thẻ anh nội thì thôi, không cần gắn nha. Cái thứ hai, cái chỗ con led bảy đoạn này phải gắn con trở. Tại vì ở đây mình vẽ mình lười là mình không có gắn trở thôi. Mô phỏng thì không cần gắn trở, nhưng mà khi các bạn vẽ nguyên lý á, các bạn phải gắn trở. Các bạn không gắn trở là cái nguyên lý này sẽ bị sai ngay chỗ led bảy đoạn này và sẽ bị trừ điểm. Tất cả mọi thứ đều nằm trên điểm số của các bạn hết. Rồi, ok. Bây giờ chúng ta sẽ đi viết chương trình này. Thì đầu tiên mình cũng có cái câu rồi nè. Đây. Cái này là cái của cái đề cũ á. Nhưng mà bây giờ mình save lại cho cái đề mới đi. Save đề mới. Này mình ra ngoài này. Ngày 24 nè. Để mình lấy cái tên đi, còn mấy công ngồi đánh máy lại. 24 tháng 6. À, câu 1. Ok. Rồi. Ở đây thì mình sử dụng là thẻ anh nội luôn. Và mình có bên này là nếu mà mình cho nó là bên Pháp thì nó sẽ có hai nút. Này bên này sẽ là bên bên Pháp đi ha, mình khỏi mất công. Thì mình sẽ có một cái nút random. Mình đặt cái tên á, cái đề nó yêu cầu đặt tên gì thì các bạn cũng đặt tên đó. Nhớ nha. Để khi các thầy có chấm á thì các thầy cũng thấy là nó đặt đúng cái tên của mình quy định nè, thì các thầy sẽ nương tay cái phần đó hơn. Còn nếu như các bạn mà cố tình các bạn đặt không có trúng vào đâu đó thì nó rất là nguy hiểm ha, khả năng là dễ bị rất là dễ bị trừ điểm phần đó luôn. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ có một cái giá trị chạy từ 0 đến 9, thì nếu như mà bạn nào không biết á, thì cứ đáp hết là INT32 kỹ nữa thì là gì, sai. SIGNAD INT32 đó, nếu mà kỹ là sai INT32, tức là không quan tâm giá trị của biến này là bao nhiêu bit. Nhớ nha, trừ cái biến là một bit ra thì các cái biến còn lại thì cứ INT32 hết là được. Rồi, ở đây mình có một nút run, một nút stop, nên mình có một cái nút stop, nhớ nha. Một cái nút stop nên là khi khi nhớ một cái nút stop, một nút run á thì bao giờ cũng có INT1. Cái này là một cái giá trị đi ha. Cái giá trị INT1. Ở đây mình sẽ gắn vô cái biến trạng thái. Cứ nghe là gì, một cái run, một cái stop. Nó có stop thì thế nào nó cũng có run.
nhớ như vậy ha. Thì mình cho trạng thái một để mình xíu nữa mình gửi nó qua, còn không thì cái này nó nằm bên thu thôi, mình không cần phải ấy qua bên này. Đi viết hai cái chương trình rút ngắn, nếu nhắn ở đây mình nhắn thì bắt đầu nó sẽ random nhớ nha, mình nhắn thì nó sẽ random và nó random đến khi nào mà giá trị nó khác với giá trị trước đó thì mình phải khai báo thêm một cái biến là gì, giá trị trước nhớ nha, mình phải có thêm một cái biến giá trị trước mình lưu nó lại. Còn nếu như mà các bạn thiếu cái này là cũng rắc rối nha, mình không có dùng bút mình dùng một ring rồi, mình sẽ có là gì, trong này mình sẽ có một cái mã bay đoạn đi, int8 một cái mã bay đoạn. Đúng ra là nãy mình mở cái này ra để mình copy ấy, nó nhanh hơn. Xếp vào 0x C0,0x F9,0x A4 phải 0x B0 phải 0x99 phải 0x92 phải 0x82 0x F8 phải 0x80 phải 0x90. Cái con số này đâu thì các bạn cứ lên Google hoặc là các bạn lập sách giáo trình của thầy Nguyễn Đình Phú, B nó dục vô. Rồi, khi các bạn nghe nó có hàm random á thì các bạn ở đây mình sẽ lấy sẵn nha, tại vì mình không có, cái này nó cũng có luôn nè. Đó. Rồi mình lấy đầu tiên là các bạn sẽ lấy cái thư viện này. Nghe tới hàm random thì các bạn dùng cái thư viện này. Đây là thư viện sẽ nó giống như một cái tốn tử á. À, các bạn nhớ ha. Rồi, cái hàm random á mình cũng copy này qua luôn. Mình không nhớ nổi đâu ha, cái những cái này mình không có nhớ được. Nó nhiều lắm, không có nhớ được nên là đa phần là mình sẽ lưu lại. Đây là cái hàm random và mình random từ đâu? Từ 0 cho đến 9 thì cứ từ 0 đến 9. Đó, như vậy ha. Random từ 0 đến 9. Nên mình có là gì? Giá trị và giá trị tạm. Mình lưu đỡ đây, mình để sẵn ở đi. Rồi, khi mà mình nhắn vào nút random. Khi mình nhắn vào nút random thì chuyện gì sẽ xảy ra? Nó chưa có gửi qua liền đâu, mình xóa này đi. À, cái này nó đi mình giữ làm. Các bạn nếu mà các bạn kỹ thì các bạn chống dội, còn không kỹ thì bấy nhiêu thôi, tại vì nút nhắn này chỉ có một chức năng à, mình nhắn thì nó random còn không nhắn thì thôi, nên là cái thằng này nó không quan trọng. Bây giờ bắt đầu mình sẽ làm nhiệm vụ gì, mình sẽ random cái giá trị đi, mình sẽ đi kiểm tra này while, nhớ cái thằng này lúc này bắt buộc phải dùng while hoặc là do while thôi, hoặc là mình dùng do while đi ha, mình dùng do while đi cho nó, cái này là điều bắt buộc nha. Mình sẽ bê cái hàm random này vào, mình sẽ random nó Ctrl C. Lần đầu tiên các bạn nên random để sẵn cũng được, còn không thì không cần đâu, mình xóa luôn đi. À, các bạn random đó cái giá trị, sau đó bắt đầu vô trong này các bạn kiểm tra là nếu giá trị tạm mà bằng giá trị thì làm gì, thì quay lại random tiếp nhớ nha, nếu giá trị tạm mà bằng bằng giá trị thì quay lại random tiếp. Rồi còn nếu mà sai rồi thì sao, sai rồi thì mình sẽ gắn là gì, giá trị tạm bằng giá trị và chờ cho lần random tiếp theo. Ở chỗ này thì các bạn sẽ truyền vào cái phần trăm LD ra LD chứ không phải LE, dấu phẩy một cái giá trị. À, mình sẽ truyền cái giá trị này vào và mình sẽ bring cái giá trị này đi. Nhớ nha. Ở đây á nó có rất là nhiều câu cách truyền, cú pháp truyền, thì ở đây mình sẽ truyền theo kiểu đơn giản. Còn khi mà mình nhắn vào nút stop, bỏ này đi, thì mình gửi qua là chữ S, và chữ S này là chữ S in hoa, cái đề người ta cho là in hoa thì mình phải gắn nó là chữ S in hoa nhớ nha. Ừ. Còn bây giờ bắt đầu chúng ta sẽ hiển thị nó ra, cái giá trị nó ra là xong. Còn hiển thị giá trị nó ra sau khi mà mình random xong á thì mình output D một cái mã bay đoạn. Mình để Unicode á nó đây, tầm bậy à. Rồi, cái này là một cái giá trị. Ừ, nó chạy thì không đến chính à, như vậy thôi. Rồi. Còn gì nữa không? Đầu tiên mình sẽ xuất cái này ra mình cho. Nếu như các bạn nào kỹ á thì cái lần đầu tiên mới khởi động lên á các bạn sẽ gán giá trị cho nó bao nhiêu đó. Mình sẽ gán cho nó dù giá trị bằng 0. Ừ. Và giá trị tạm của mình á, giá trị tạm mình sẽ bằng giá trị, cái này không phải là giá trị bằng không nha, cái này nãy đúng rồi, nãy mình để cái này là đúng rồi. À, đầu tiên mình sẽ random gì cho nó một cái giá trị, sau đó mình gắn cho nó bằng đi. À, và mình hiển thị lên, tại vì trong cái đề á,
cái lần đầu tiên khi mà mới khởi động lên á chỉ có báo cho mình là gì mặc định tắt động cơ ở video, ở cái thứ hai thôi, nhưng mà cái thứ nhất lại không nói, nên là khả năng nó sẽ rất là dễ bị dính cái đó. Nên là nếu mà mình có thể là gì mình cho nó bằng không cũng được, cái này không biết là có bị mẹo gì trong này hay không, nếu mà mình ngại quá thì mình có thể cho nó bằng không, mình cho hai này cùng bằng không hết, còn không á thì các bạn cứ cho nó random một cái giá trị nào đó cụ thể về. Cái này tùy á, mình không có rành lắm cái chỗ này là thầy sẽ chấm như thế nào. À. Rồi ok. Khi nhấn start thì nó gửi qua chữ S. Bên này là bên phát hết rồi. Mình làm gì mình sẽ hiển thị cái này ra. Nếu mà các bạn nào ngại quá trong này á thì mình hiển thị dưới này nè. Hiển thị dưới này là được. Rồi ok. Xong bên này, build nó. Giá trị tạm chứ không phải là giá trị L. Cái này là một cái mẹo, cái câu này cho thêm là khá là hay, nếu như các bạn nào không có vững á, bỏ này đi, nếu mà bạn nào không có vững á thì khả năng làm sai cái đoạn này khá là lớn, và không có, tức là lính quýnh không biết làm sao để có thể xử lý được cái chỗ là cái giá trị kế đó sẽ không có, không được bằng nhau á. À, như vậy á, mình sẽ file save as, cái thằng này mình sẽ đặt nó là chữ thu, bên này là bên thu. Rồi bên thu thì mình cũng giữ nguyên. Những cái đoạn này là mình quen rồi nha, mình không có nói nhiều nữa ha. Mấy cái này thì ai cũng biết rồi. Bên thu thì mình xóa cái hàm random này đi. Mình không có random gì trên này hết. Bên thu mình chỉ làm nhiệm vụ là gì? Mình nhận nó về thôi. Thì mình sẽ có một cái biến data. Thì chặt. Mình sẽ lưu nó là một biến data. Nhớ nha. Thì mình sẽ lưu nó một biến data. Rồi mấy cái này mình xóa đi. Mình đâu có dùng nó đâu. Bên này chỉ là gì? Đầu tiên á, mình sẽ set b với cái em qua đi set timer 2 timer shift gạch 2 vô trong này là t2 dev div byte, còn cái byte này bao nhiêu mình chọn đại b4 đi ha, rồi tí nữa mình sẽ tính sao cái con số này bao nhiêu á thì mình không biết. Rồi cái này cái công thức nó sẽ như này, đầu tiên mình sẽ tính là giá trị là br2 nó sẽ bằng một, mình dùng là 1 mili giây luôn. À, vô trong này tiếp tục chia cho 1 chia cho 8 m nhân cho 4, nhân với là cộng, nhân cho 4 nè, nhân cho 16 đi, tất cả này đem trừ cho 1 thì cái thằng này nó sẽ bằng là nhiều không nhớ nữa, mình sẽ có là gì 1 chia 1 thế là 8.000 chia cho 4 bằng 2.000, chia cho 16 thì bằng 2 125, thì này là 124. Các bạn nhớ nha, nếu cái chỗ này mà các bạn sử dụng cái bộ chia là 4 á thì giá trị này nó sẽ lên là 500 499 nhé. Và timer 2 chỉ đếm được 8 bit, 8 bit tới 255 là hết rồi. Nên không được sử dụng bộ chia 4. Nếu chỗ này các bạn muốn kiên quyết là sử dụng bộ chia 4 thì cái chu kỳ timer phải hạ xuống nữa. Các bạn hạ xuống 0.2 thôi thì các bạn sẽ tính được. Nhớ nha. Chứ nếu như các bạn nào chọn bộ chia 4 là sẽ không có tính được giá trị. Nên đây mình chọn là 1 mili giây thì cái chỗ này mình sẽ chọn là 16. Tại vì lớn nhất của nó là 255. Nhớ nha. Cái duty set up b về cái bm 1 setup CCB1 chứ không phải là CCB1. Rồi BVKM. Đầu tiên mình sẽ up nó đi. CCB up chứ không phải là BVKM up. CCB up. Mình đang sử dụng là BVKM1 nhớ nha. Rồi. Set này mình sẽ truyền nó vào là con số 16 nè. Bộ chia là 124 nè. Phải con số 1. Rồi cái thằng này á là set b về cái bm 1 duty. Đầu tiên thì mình cứ cho nó bằng 0 tại vì cái giá trị ban đầu mới khởi động lên là nó dừng mà. Và ở trên này nó sẽ kèm theo một cái nữa. Các bạn lưu ý nha, này nó sẽ kèm thêm một cái nữa. Mình sẽ kèm thêm một biến y trạng thái int1, một biến trạng thái. Trạng thái nó là nằm bên này. Cái đề này nó lại ti hai nút nhấn bên kia. Nhưng mà trạng thái thì là trạng thái bên này. Mình sẽ để là gì? Đầu tiên sẽ trạng thái bằng 0. Data thì không ấy.
Rồi, đầu tiên mình sẽ kiểm tra nếu KB hit data sẽ bằng là get CH. Get C cũng được, get CH mình get C thôi, phải get CH. Rồi. Bắt đầu mình sẽ đi tính và mình sẽ đi so sánh trước, kiểm tra nếu mà data mà gửi qua là chữ data bằng bằng s, data mà bằng bằng chữ s á, thì mình sẽ gắn cho gì trạng thái bằng không, nhớ nha. Data mà bằng chữ s thì trạng thái chắc chắn nó sẽ bằng không, tại vì nó sẽ dừng mà else, else tức là trường hợp còn lại, mà trường hợp còn lại thì chắc chắn sẽ gửi qua con số là từ 0 đến 9 đó. Thì data nó sẽ bằng gì bây giờ nha, các bạn để trong đầu nha, mình sẽ gắn thêm một cái giới hạn đi. Anh em mình sẽ để là một cái CD, mình sẽ tính là cấp độ nè, mình sẽ tính là một cái duty nè. Đó. Thì lúc này là gì, duty hay CD đi sẽ bằng là duty trừ cho 0x30, nhớ nha. Tại vì khi mà các bạn gửi qua một cái string như này, một cái chart như thế này á, thì nó là giá trị của bằng mã ASCII, nên là khi các bạn truyền nó vào, thì mình mở lại đi ha, còn chờ mình tí. Rồi, khi mà các bạn truyền giá trị như thế này á, thì nó sẽ gửi là một cái string. Nó là khi mà nó gửi đi một cái string á, thì đây này nó cũng là một cái chặt thôi. Còn cứ đem cái bằng trừ ra là được ha. Rồi, ok. Sau đó mình sẽ tính duty cho nó luôn. Nếu CD mà bằng bằng không á, thì mình cho duty bằng 100. L thì duty sẽ bằng gì? Bây giờ cái giá trị này sẽ nhân bao nhiêu? Nó là 100%. Nó nhân bao nhiêu? Tại vì hồi nãy cái thằng này nè, khi các bạn tính này á, thì cái giá trị duty nó sẽ bằng là gì? 1 mili giây chia cho 1 chia cho 8 mê. Cái này nhân cho 4. Thì này khi các bạn tính ra được là 500. Cứ mỗi lần nó tăng 10 cấp độ, có nghĩa là gì? Nó tăng 50 lần. Thì thằng này các bạn chỉ cần là CD nhân cho 50. Cái này không phải là một, mà là 500. Ừ. Cực đại của nó là 100%. Còn ngược lại thì cứ lấy cái giá trị CD nó bằng cái giá trị này nhân 50%. Rồi, sau đó bắt đầu mình sẽ kiểm tra ngoài này. Mình kiểm tra nếu mà trạng thái SS, à trạng thái mà bằng bằng không, thì mình up nó đi. Mình bê hết cái cụm này dục vô. Bê thằng này dục vô. Mình kỹ á, nếu mà kỹ thì mình sẽ output low luôn. Bin C2. L, tại vì mô phỏng nó có nhiều cái nó cứ nó giữ trạng thái mới nó không chịu out. L thì chỉ cần là đưa thằng này vô. Thằng này set BV kép em. Rồi, set cho nó. Ủa, sao mình copy nhín nhín như ta? Cái này là set cho nó là duty. Nhớ ha. Mình set cho nó là duty là được. Rồi, mình xem thế là còn thiếu gì nữa không. Khi có dữ liệu chờ ái qua thì các bạn cho trạng thái nó bằng 1. Bên kia mà có dữ liệu gửi qua nó đang dừng á, thì tự động nó sẽ lên bằng 1. Tại vì trong cái đề này người ta không có cho khi nào động cơ này nó quay hết. Nó chỉ có chế độ là stop à. Mà nó không có chế độ khi nào quay hết. Thì khi có dữ liệu mới gửi qua, tất nhiên nó sẽ làm cho cái động cơ đó quay, đúng không? Chứ không là các bạn nhấn stop rồi thì nó dừng luôn mất tiêu rồi, xong mà nó quay được nữa. Ok. Rồi build cho nó. Cái bài này giải online nên là nó khá là nặng. Mình bỏ mấy cái này đi, tại vì bên này là bên thu rồi, mình không cần dùng tới bên nó nữa, mình cũng không cần dùng mã váy đoạn nữa. Bỏ đi cho nó đỡ mất công rắc rối. Rồi ok, nạp vào thôi. Cái này là bên Pháp thì mình nạp là let bên Pháp. Ok. À, bên thu thì nạp sẽ là bên thu. Chỉnh lên là 8 m nha. Các bạn chỉnh hai cái tần số nào mà khác nhau á thì nó gửi qua không được, tại vì tốc độ bơ nó phải bằng nhau thì nó mới gửi được. Rồi, đầu tiên thì nó hiển thị con số 0. Bên này dừng. Nha. Bây giờ mình nhắn random một cái thì nó chạy qua số 4. Bên này các bạn thấy nó chạy cấp độ nè.
để mình ao số 4 ra thử nó có gửi qua trúng cái con số mà mình nãy không, chứ không là mình không biết được. Cái nào mình cứ ao bút C, ao bút D đi ha, bút D. Cái này thì CD, cứ ao bút D cái CD ra thôi. Này như nó gửi qua bị sai á, nên mình trừ rồi mà. Qua số 4 nè. À, để qua. Nó ra bị sai các bạn. Này nó ra bị sai, nó cho nó ra cái giá trị lớn. CD mà. À, bậy rồi. Bằng data chứ. Hay mình bị nhầm lẫn chỗ này xíu ha. Bằng data trừ 0.10 chứ không phải là bằng 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 ấy. Data bậy bạ hết sức không. Mô phỏng nó cứ là cái số đầu tiên chắc chắn là sẽ được số 4 á. Này các bạn thấy nó ra được số 4 này. 001 á là số 4 nè, thấy chưa? Nó chạy cấp độ của số 4. Mình nhắn thêm một lần nữa. Để ra được là số 7. Nó gửi qua được số 7. Bây giờ mình nhắn stop thì nó dừng nè, các bạn thấy không? À, mình nhắn thêm một lần nữa. Thì đầu chạy lên nè, thấy chưa? Số 8. Số 0. Nó có cái hiện tượng là hiển thị á, các bạn thấy không? Số 1, số 8, số 3, 0, số 4, đó, số 0, số 7. Đó, rồi ok. Thì cái nội dung này là như vậy. Chỉ cần cái này nó khó chịu một xíu là các bạn phải hiểu được cái hàm random. Đó. Đây là một cái đề khá là nặng. Nếu như mà các bạn nào không có khéo á, thì khả năng các bạn sẽ không giải trọn vẹn cái đề này được. Đó, như vậy ha. Rồi nếu như các bạn nào thấy hay thì các bạn cho mình một like. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo. Chào các bạn.